quay một chuyện mà coi tới coi đây là tới coi đi luôn chứ. Quay khách đi qua đây rồi phải qua đây nữa. Ủa nay có mì gói nữa hả? Có không? Một dĩa chị ơi. À, một dĩa bột chiên. Rồi để cô làm bên đây trước. Đây đây còn bột chiên này. Rồi. Để con đợi cô chút xíu đi tại vì khách kêu á cô hay hoành lại á. À vậy hả? À. Nay cô bán hai mì gói nó mới bỏ đâu cái mì gói nè. Cái này đu đủ hay gì vậy? Ờ đu đủ. Trai ơi. Làm xong chơi chị này có gì đài một con bột chiên nha. Thôi coi chiên rau sớm mà nó héo sợ rồi. Chiên rau sớm để đây cho nó chút dầu. À. Ủa cô làm con luôn hay là làm chị này xong hết? Không có làm ở đây xong cái con à, à, con vậy đợi vậy. Được con đợi vậy, vậy không không con đợi con ở đây mà đợi được đợi tại vì ở bên đó người ta kêu có hai phải đẩy qua đây à tự tự cô đi nãy tự cô đi kêu quá trời tôi kêu cô phải đẩy qua đây à. Làm cái gì làm xong cho hai người này xong làm cái gì nha. Ủa chủ nhật con cũng bán đây luôn hả? Vòng vòng đây không hả con? À. Mấy cái cà phê vòng vòng đây không hả? À. Còn cô bán tới mấy giờ? Bán 5 giờ. 5 giờ. Chị dắt con cô đi đi sớm mà nó nghỉ sớm mà con cô đi lại trễ hả? Đứng lại gần đây, mở dầu không hả con? Lại gần đây dâm mở dầu nữa con. Bà thấy cô chiên kỹ hả? Cái gì vậy? Chỗ này chỗ dầu mỡ không à? Có nhiều chỗ bột bắt đầu có rau sống là coi có ra rau sống là đủ thứ hả? Có tỏi phi nữa nè. Có ăn ớt không vậy con trai?
Trời ơi, tránh cái chỗ này. Cái gì ạ? Mở dầu không nè. Ơi, ơi. Ủa, hậu ở đâu rồi ta? Đợi cô làm đây con, đợi qua đó đợi à. Rồi con cứ đợi con qua bển đi rồi. Rồi 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 rồi. Rồi rồi, rồi, rồi ok con. Làm liền cho con. Không, tại quay có một viên này thôi chứ đang tại coi một viên ngon quay với hiệu cỡ thôi. Ở chiên nhiều, ở đây chiên này nhiều dầu vậy coi. Chiên nhiều dầu vậy cái dầu bắt các bạn. À. Chiên một chảo ngập dầu luôn ha. Ủa cô chiên lúc hai phần hay thường thường chiên từng phần một vậy? Trời ơi cô chiên hai phần con. À, ai chiên hai phần, phần thì cô chiên hai phần. À. Ủa, ông kêu gì ăn chưa? Chưa à? Không bao hả? Ăn tết nó đủ.